Xin chào các bác nhá. Hôm nay tôi giới thiệu nhanh đến các bác cái vòng gỗ xưa xưa đỏ Quảng Bình này, thì cái hàng chun sụn, hàng VIP này, hàng gốc này. Thì ở đây tôi có hai sợi 12 ni và ba cái sợi 14 ni. Đó, ba sợi 14 ni. Thì đây là tôi đang chọn cho một anh khách. Anh này là không biết là ở đâu ta. Không rõ là ở đâu. Tôi không quên tên anh ấy, vừa anh đặt hàng. Để tí tôi sẽ lấy tên của anh ấy sau. Đây là cái vòng chun sụn này, tôi chọn cho anh này, vân của nó này. Các bác nhìn này, vân xoắn này. Cái hàng này số lượng rất là ít nên là các bác đặt hàng thì các bác cứ gọi điện trực tiếp hoặc là các bác có thể là liên hệ qua Zalo. Hàng gỗ chun sụn xưa các bác nhá. Chun sụn xưa là ở gốc ấy, hàng gốc cây đấy, hàng chun sụn đấy. Đây các bác nhìn vân của nó này, tôi quay gần cho các bác xem vân. Vân bốn mặt xoắn. Vân xoắn cực kỳ đẹp. Hàng chun sụn, hàng gốc. Các bác hỏi thì các bác cứ hỏi như thế là tôi biết mà. Thì hàng này nó có size 12 ni và 14 ni, 16 ni. Đấy là bên tôi là có những hàng như thế này. Hoặc là hàng rẻ hơn cũng có. Hàng này thì hàng giá trị cao thì giá của nó cũng khá là cao so với mặt bằng chung. Cái hàng này thì bởi vì là cái hàng này nó quá đẹp cho nên là nhiều người ta săn tìm cái hàng này, cho nên là nó hiện tại thì nó đang hiếm hàng, nó đang hiếm hàng, khan hàng lắm, không phải lúc nào cũng có các bác nhá. Tôi quay nhanh ở trên này review cho các bác thôi. Đây cái vòng 14 ly này, 14 ly chun sụn này. Đây nữa các bác, quay nhanh ở trên này cho các bác thôi, các bác xem được thôi. Đây chun của nó này, chun chớp đây, vòng rất là đẹp. Hàng này đeo xưa, gỗ xưa thì đeo nó rất là bền các bác nhá, nó bền lắm và nó bóng lắm, nó đẹp theo thời gian đó các bác, đeo lên nó lên nước đẹp lắm. Còn để mà nói tác dụng của gỗ xưa thì rất nhiều cái để nói, các bác có thể vào xem trên website để xem những cái tác dụng phong thủy của gỗ xưa. Gỗ xưa là một trong cái loại gỗ phong thủy và bền nhất trong các loại gỗ. Gỗ xưa này cực kỳ là thơm, nó có mùi thơm đặc trưng của gỗ xưa các bác nhá. Gỗ xưa Quảng Bình này, xưa Việt Nam, chứ còn xưa Lào hay là xưa dây là không phải là xưa nhé các bác nhá, giả gỗ giả xưa hết. Nó bán có 200-300 ở trên mạng đấy, toàn bộ là hàng đấy là hàng gỗ xưa giả, nó gọi là xưa Lào và xưa dây đấy. Ở bên Lào nó nhiều cái cây đấy, nó gọi nó không phải là cây xưa mà nó cứ gọi thế thì để cho mình bị xưa giả, nó ảnh hưởng đến cái xưa Việt Nam mình. Giá rất là rẻ, nó bán tràn lan trên mạng đấy, để các bác hết sức là lưu ý. Xưa đỏ nó phải chuẩn xưa đỏ như này nhá các bác nhá. Và đeo xưa đỏ thì nó rất là bền, nó bóng, nó bền màu lắm. Còn xưa nào là đeo một thời gian nó xù xì, nó đen, nó thâm, nó xấu lắm, nó xấu xí lắm, nó xù xì, nó xùi ấy, như kiểu nó xùi ấy, như kiểu cục xỉ ấy. Đó, do mồ hôi mình nó vào là nó ăn cái gỗ nó không tốt, mà gỗ nó rất là xấu, là nó chỉ giống cái màu cũng như giống cái vân thôi, chứ không phải là gỗ xưa trở chuẩn. Màu sắc của nó thường là đỏ hơn và đậm, nó không phải là màu nâu vàng như thế này đâu các bác nha. Màu xưa đỏ Việt Nam mình là hàng nó phải nâu vàng như thế này, và đen thường là màu vàng lâu, màu đen đó. Và nó mùi thơm đặc trưng, còn mùi xưa nào xưa giả thì nó không có mùi gì cả. Còn mùi xưa Quảng Bình, xưa Việt Nam mình nó có mùi đặc trưng rất là thơm, ngửi cái là mình nhận ra biết được mùi xưa ngay. Các bác có thể đến xem hàng trực tiếp tại Hồ Chí Minh, quận 9 hoặc là ở Hải Phòng các bác nha. Bên tôi có hai chi nhánh, hai cơ sở. Đó, và bên tôi giao hàng tận nơi, được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền. Và bên tôi là miễn phí ship hoàn toàn các bác nhá, được bóc hàng ra xem rồi ok mới thanh toán.
Bác yên tâm là những cái hàng xưa, gỗ vòng gỗ xưa như này rất là đẹp và chất lượng đấy. Nói chung là mua bán ở trên đây thì chủ yếu là niềm tin, các bác tin tưởng shop là chính. Thì các bác cứ yên tâm là mua hàng như nào, chất các bác bỏ tiền ra là phải nhận được cái sự hài lòng, cái sản phẩm nó phải chất lượng tương ứng với số tiền, nên là các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Các bác có thể đến xem hàng trực tiếp, hoặc là nếu mà không có điều kiện thì tôi sẽ gửi hàng qua bưu điện, qua Viettel, họ sẽ cầm hàng đến tận nơi và các bác được mở ra xem. Ok, đúng đẹp như mẫu, như quảng cáo, như hình ảnh tôi chụp thì các bác mới thanh toán tiền nhé các bác nhé, không phải no gì cả đâu. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm, một đổi một trong vòng 10 ngày. Bên tôi bán hàng là có bảo hành hậu mãi rất là ok, rất là chuẩn. Nên là các bác yên tâm nhá, một đổi một trong vòng 10 ngày và bảo hành cái vòng này trong vòng 3 năm. Đó, có phiếu bảo hành kèm theo luôn, các bác yên tâm. Rồi, xin chào các bác nhá, cảm ơn các bác, chào các bác. Hôm nay tôi phải đi đóng hàng đây, rất là nhiều hàng. Tôi chỉ quay nhanh cái clip này thôi, tôi đi đóng hàng cho khách đây. Rồi, chào các bác nhá.